chị Lan. Sao chị lại ra đông nỗi này? Chị phải tỉnh dậy đi, trả lời cho em biết. Tại sao chỉ có một mình chị ở nơi vắng vẻ đó để làm cái gì vậy? Mà không lẽ vắng như vậy mà chị cũng bị tai nạn được hay sao? Em không tin. Em không tin chị của em lại có thể mất lý trí đến mức độ như vậy. Chị à, chị tỉnh dậy đi, nói cho em biết đi, có chuyện gì xảy ra vậy? Từ nhỏ đến giờ hai chị em mình suốt ngày cứ cãi nhau thôi. Em thậm chí con nằm đây mà mẹ cứ nghĩ con giận mẹ, con không chịu đến thăm mẹ. Mẹ xin lỗi con Lan à. Dì ơi, dì đừng có xúc động quá, không tốt cho sức khỏe của dì. Chị hai con sẽ ổn, con tin là chị ấy sẽ ổn. Còn thằng Minh nó ở đâu mà nó để vợ nó bị như vậy chứ? Con nhỏ đang bụng mang dạ chưa, nó lại để vợ nó một mình như vậy, nó đúng là hư hỏng quá mà. Con à, bây giờ nó đang rất cần tình thương của người thân, con cố gắng động viên nó nha con. Con biết rồi, chị yên tâm đi. Anh à, anh đưa về phòng nghỉ ngơi đi. Mình đi về thôi. Lan à, anh đi nha. Minh hả? Con đi đâu làm cái gì mà để vợ con xảy ra chuyện vậy hả? Con có việc mà mẹ. Việc gì thì việc, vợ con mới là quan trọng chứ, mình phải đặt gia đình lên trên hết. Mẹ nói thì hay lắm, nhưng mà mẹ đã từng sống như vậy chưa mà mẹ nói con? Minh con... À, con trai cưng của mẹ tha thứ cho mẹ rồi đó. Tôi cứ tưởng là anh sẽ làm theo lời của anh nói chứ, là có chết anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ. Sao rồi cũng không có thoát nổi sự cám dỗ của đồng tiền đúng không? Cái thằng này. Con à, con à, nếu mà không có mẹ ở đây, tao cho mày một trận rồi đó. Mày nhìn lên mày đi, mày không đủ tư cách để nói những lời đó với tao đâu. Rồi sao? Mày nên nghĩ lại những gì mày đã làm đi, liệu có đủ thời gian để cho mày hối hận hay không. Mày mà còn nghĩ ra điều gì nữa, tao sẽ không tha cho mày đâu. Thôi mà, mẹ xin hai đứa con đừng có tranh cãi nhau nữa mà. Thôi mình đi mẹ, đừng có để ý tới nó nữa.
Em định nằm mãi như vậy đó hả? Em không định tỉnh lại hay sao? Mà cũng tốt. Nếu như em khôn ngoan thì đừng bao giờ tỉnh lại nữa, nghe không? Việc này đừng có trách anh. Trách đó là trách bản thân của em. Tò mò chí, tọc mạch chí, cho mang quả vào thân. Phần ai nấy sống có phải tốt hơn không? Phải chi em biết tôn trọng anh, im lặng và ủng hộ những gì anh làm, biết chưa?